vì biến thành người khác tóc đỏ đã bị hiểu lầm là một trong những huynh đệ của người khác không chỉ thế những người huynh đệ thiện lành còn đang muốn đem tóc đỏ làm gỏi nữa liệu rằng hắn có thể qua được phi vụ lần này không trước mắt với đòn công kích đầu tiên tạm thời có thể được coi là đã bị hóa giải hắn ta cũng phát giác được kỹ năng dung hợp một trên năm tóc đỏ tự hỏi kỹ năng dung hợp là gì là xếp hình á à? hay là trao đổi chiêu thức đặc biệt hai người thấy đòn đánh của bản thân có thể bị chặn lại được tóc xanh có chút khó tin hắn nghi ngờ người trước mắt liệu có còn là cục bột trước đó không nữa đánh không được thì lại sủa nhặng lên thôi. Hai thanh niên thay nhau gào, ngươi đỡ được đòn của ta, xem ra công chúa đã cho ngươi đan dược có lợi rất lớn, ta còn tin rằng ngươi đã nhận được gậy và cả dọ mõm nữa đó. Thanh niên mọc sừng cũng đáp lại, nếu như hai người ngươi đã ra tay, đương nhiên ta không thể nào nhịn được, nếu như kỹ năng của mấy người không tốt bằng những người khác, thế thì tối nay đến thư phòng ta chỉ cho, bị sỉ nhục tên xanh lẻ kia lao lên, cái gì kỹ năng ư ngươi đang chế diễu tà, để đó ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới gọi là kỹ năng thượng thừa để hóa giải công kích thanh niên mọc sừng chỉ có thể dùng một đòn tấn công để ngăn chúng lại vừa mới dừng lại được có mấy giây thôi bài ca sủ muôn thủa lại vang lên có thể thôi à đánh được thì có sao chứ có chúng được cái nào đâu mà đòi đánh với đá vừa mới cao ngạo xong thì tay chơi này đã phải trợn trừng mắt một khí tức khủng bố toát ra từ thanh niên mọc sừng kia từ ánh mắt cho thấy sát khí đằng đẵng người trước mắt át không xong thanh niên mọc sừng tụ lại linh lực trên cánh tay chuẩn bị móc tới trực tiếp đem một bạt tay cực lớn ấn tên nhót gà mờ kia xuống đấy đã bảo là chết vì lắm lời mà không chịu sửa cứ sổi nhiều là bị bón hành ô có biến lớn người thanh niên mọc sừng này vậy là hàng nhái người này là do tần vô song dùng cái thuật dịch dung gì đó biến đổi thành vậy là hai tập trước người này chính là tần vô song sao nào ta giáo huấn ngươi như thế đủ chứ anh ba báo lúc nào tay chơi còn lại mới run rẩy ngươi không phải là tam ca ngươi là ai cơ chứ vô song sở tay lên mặt xem ra thuật mới này vẫn không thể duy trì được khi sức mạnh bùng phát quá lớn bỏ lại anh ba báo thằng em tranh thủ lúc tần vô song đang sờ mó mà bỏ chạy Tính hòng bỏ trốn để giữ được cái tính mạng, nhưng Tần Vô Song đâu có dễ gì mà tha cho con dê béo này được chứ, ngươi nghĩ là ngươi có thể thoát được ta sao? Anh ba báo của ngươi đã nằm xuống ngươi cũng nên đi theo chứ? Chỉ thấy Tần Vô Song bắt đầu bạo phát một màn rực lửa, sau đó là một pha bay đi với vận tốc được tính bằng 299 cây chuối một giờ, chỉ trong một chốc thanh niên kia đã quay trở về đến nơi rồi, nhưng hắn ta lại mắc một lỗi ngu thì đừng hỏi đó là dừng lại mà tự luyến, hắn cho rằng hắn đã về thành thì những người lính ở đây sẽ giúp hắn nhưng không theo chân anh ba báo hắn ta đã phải chịu một dí xuyên qua đầu, và đương nhiên là hét sót như thế thì không thể sống được, hắn ta dụng như một con chim rơi xuống dưới đám người lính kia, thấy động tĩnh một tên lính nhìn tay đặc trưng thì giống với tộc yêu tinh, hắn ta bảo để hắn ra xem tình hình, tần vô song cũng đáp xuống cạnh sát của tên kia, rõ là vừa mới đánh người ta xong bây giờ còn quay ra hỏi người ta có ổn không, tên lính kia bước đến thì liền hỏi, này không phải cương trảo đại nhân đang ở trên giường của công chúa sao, chạy tới đây ra khỏi thành làm gì, phi ưng đại nhân xảy ra chuyện gì sao lại rơi từ trên trời xuống chứ không lẽ là do thiếu máu à? tần vô song đành tìm một cái cớ bao biện đẩy qua chuyện này đã nơi này hình như là bản doanh nào đó trước tiên cứ đem tên này đi trước đã bọn ta thi đấu trong rừng và sức của huynh ấy bạo phát nên bị phản công không sao đâu ta sẽ dìu huynh ấy về nghỉ ngơi một tên lính khác còn véo mỏ theo mà trào phúng có cái gì chứ rõ là một nô lệ trên giường có thể phục vụ công chúa tốt nhưng mà ngươi cũng có thể hành nghề đó ha ha bất chợt tên lính lúc nãy dừng tần vô song lại không biết là hắn định hỏi gì tần vô song ngượng gạo còn có chuyện gì nữa sao à thì ra là hắn ta nhắc nhở sắp đến giờ ăn tối rồi chắc chắn công chúa sẽ sớm triệu kiến nếu đến trễ giờ làm phiền tới công chúa thì mọi người sẽ gặp rắc rối nếu như còn thứ gì ở bên ngoài thì ta sẽ đi lấy và gửi cho ngươi bây giờ thì mời quay trở về tần vô song phỏng đoán dường như tình hình trước đây không dễ hiểu bây giờ vẫn chưa đoán ra được tình hình của nơi này chỉ sợ hành động thiếu suy nghĩ sẽ chiếm thượng phong chỉ có thể vào thành rồi nghĩ biện pháp thôi đúng đúng ngươi nói đúng cảm ơn vì đã nhắc nhở nếu công chúa mất bình tĩnh tất cả chúng ta có lẽ sẽ gặp rắc rối. Tần vô song miễn cưỡng chỉ đánh sách theo tên phi ưng kia mà đi vào bên trong. Lúc này đột nhiên phi ưng hắn ta có dấu hiệu tỉnh dậy, miệng bắt đầu ú ớ. Tần vô song nhanh chóng đe dọa nắm lấy cổ của hắn, đừng có mà gây ra tiếng động, nhanh đưa ta tới chỗ của ngươi mau. Dám lừa ta ta sẽ trực tiếp bóp gãy cổ của ngươi. Phi ưng thắc mắc hỏi ngươi rốt cuộc là ai, ngươi tới từ bên ngoài sao? Vô song nhắc nhở hắn ta, tên ta là gì không quan trọng, quan trọng là nói ít hiểu nhiều mà nói nhiều thì khát nước vấn đề quan trọng là ngươi huy động nhiều người tới đây nhằm mục đích gì ngươi hỏi nhầm người rồi ngươi có biết người mà ngươi đang giả dạng là ai không đó là người mà không đúng là nô lệ trên giường của công chúa anh nghĩ rằng bọn ta có quyền được biết đến bí mật này sao nghe tên này nói chưa biết là thật hay đùa nhưng mà trước mắt là vô song thấy cũng hơi dối phi ưng lại luôn mồm hỏi tiếp ngươi thực sự là đến từ một thế giới ngầm nào đó nếu anh muốn làm gì thì để tôi nhắc cho đỡ phí thời gian rồi muốn trốn đi thì dắt ta theo cái nơi nghèo nàn này ta đã ở đủ rồi phi ưng kích động thực sự những gì ta nói là sự thật người đã thấy được sức mạnh của ta thậm chí chẳng là cái rắm gì ở đây cả ta cũng bị chế giễu mỗi ngày nhưng nếu ta đến chỗ của ngươi ít nhất ta sẽ được coi là một kẻ mạnh mẽ phải không vì vậy ta đã muốn thoát khỏi những ngày khốn khổ làm hài lòng phụ nữ này từ lâu rồi hướng đến căn nhà cũ nát phi ưng nói đó là nhà của hắn trốn ở đó sẽ không bị phát hiện có lẽ mọi người khác cũng ghét bỏ nó Ai bảo mọi người đều dựa vào mặt mũi của mình trong thế giới sức mạnh là vua chứ? Thấy Phi ưng dừng lại vô song liền hỏi hắn sao lại dừng? Phi ưng đáp lại, không phải là ngươi đang muốn thăm dò ở đây sao? Có lẽ là nên nhìn thử một chút ngươi sẽ ngạc nhiên đó. Ngươi tốt hơn là không nên lừa ta. Thế rồi Phi ưng dẫn tần vô song tiến lại chỗ mà hắn chỉ, được bao quanh bởi những ngọn núi. Có một thung lũng ở giữa, nhưng đó là một nơi tuyệt vời để ẩn náu. Khi bước đến cái nơi mà người kia chỉ tần vô song không khỏi sừng sốt, Bên dưới hình như là một biển người, khí tức hắc ám không ngừng toát lên, không đúng hơn thì nhìn giống những thi thể thì hơn, vô song đổ mồ hôi hỏi đây là những người của Tử Vân trấn sao? Dù sao đều là từ bên ngoài trở về hơn nữa đây cũng chỉ là một phần nhỏ, sâu bên trong đó còn có những điều hấp dẫn hơn, tên tóc vàng này tên là Phi Hoàng, một người nào đó ngồi trên ghế đang hỏi hắn ta, quá trình biến đổi của quân đoàn cải tại diễn ra thế nào rồi, khởi bẩm công chúa quá trình diễn ra thuận lợi và nó sẽ hoàn thành trong 3 ngày, chỉ là, chỉ là cái gì? sức mạnh lôi điện được sử dụng để kích hoạt quân đoàn vẫn chưa được đầy đủ ta đã thúc giục nhiều lần nhưng khả thiên bảo đã đối phó với ta vì vậy công chúa hãy quyết định xem đây là lần đầu tiên ta lãnh đạo một nhóm thế này là cấp dưới các ngươi nên đoàn kết thay vì cứ cắn xé lẫn nhau như vậy về phía của thiên bảo đó là vì hàng ma trận xử trì đã lâu không lấy được và cũng không biết được lưu ly đang làm cái gì tên phi hoàng đó dường như đã hiểu ra cái gì đó liền nhận lệnh công chúa cũng cho hắn ta lui ra ngoài truyền cho tiểu ưng ưng tức phi ưng và tiểu báo báo tức tên tóc xanh bị vô song tẩn còn có cả cương chảo hắn ta, bổn công chúa muốn ba người cùng hầu hạ, tôi vừa nghe cái quái gì vậy trời. Đến đây ông tác giả còn làm bộ mật mí nhân vật này nữa, tò mò quá. Mình là HM, cargo review truyện tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất. Tập 74 đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.